Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi sáng sớm ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm áo polo nhé em nhé. Polo kiện hàng của Nhật. Thì hôm nay thì video buổi sáng sớm thì em sẽ sale cho anh em đồng giá là 129k cho một sản phẩm anh em nhé. Free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì xin vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên khoảng 40 mã cho anh em nhé, từ mã C1 T1 đến mã C40 anh em nhé. Rồi mã đầu tiên này em lên cho anh em một em Aniquilo nhé. Con này trắng tinh luôn anh em này, Aniquilo này. Form size S nhé, hàng made in China. Đây. Cái in rất là mới anh em nhé. Những cái con áo mà nó in như này thì thường là mình mặc độ tầm khoảng độ 6 tháng nửa năm thì là nó sẽ mờ cái này nhá. Đây con này nó nét như này, nó áo nó mặc rất là ít anh em nhé. Mã C1 này, vai 43 bụng 53, dài áo là 63 nhá, tầm 50-55 cân cho em này. Đây chuẩn size S cho em nhé, chuẩn size S này. Đây áo rất là mới anh em nhé. Aniquilo thì một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Đây áo Aniquilo thì chất nó rất là mát ấy, chất nó rất là mát và mặc nó rất là bền. Con này là 57% là cốt tông nhá, còn lại là pha với cả rayon anh em nhé, hai cúc dự phòng này, tác này. Đây, một con áo rất là thực dụng luôn anh em nhé, đây, kiểu phong cách đơn giản thôi. Mã C1 này, tiếp theo này, đây, Aniquilo tiếp anh em nhé, mã C2, em Aniquilo áo màu xanh này, con này mới nó phải đến tầm hơn 95%, áo như áo mới anh em nhé, như áo mới luôn. Mã C2 này, vai 43 bụng 51. Dài áo là 66 nhá. Form size M này. Form size M này. Đây anh em này, cổ áo này. Đây con này rất là mới nhá. Cúc con này nó là cúc trơn thôi anh em ạ. Cúc trơn thôi. Con này là 69% cốt tông, còn lại là pha với polyester, hai cúc dự phòng này. Tác như áo mới luôn. Tiếp theo này, em Aniquilo form size S tiếp nhá. Form size S này. Con này là hàng made in China. Màu rất đẹp luôn anh em nhá. Đây. Màu rất đẹp luôn, con này độ mới nó cũng rơi tầm khoảng 90%, trên 90%, rất mới. Mã C3, vai 40, bụng 44, dài áo là 62, dài áo 62 anh em nhé. Này, cúc con này làm rất đẹp này, bên trong áo này. Mã C3 anh em nhé, cũng tầm 50-55 cân thôi, 70% cốt tông này, còn lại là polyester, tác này như mới luôn anh em nhé, như mới này. Tiếp theo này, mời em con này áo phông. Áo phông của Nike. Áo phông của Nike này. Mã C4, vai 44, bụng 46, dài áo là 67. Áo của Nike anh em nhé. Nike này. Đây. Mã tiết in của nó này. Con này made in China nhé, made in China. Chất liệu con này chất liệu cốt tông. Đây. Cốt tông 100%. Tác rất mới luôn. Mã tiếp theo này, con này của Asics này. Con này nó bị ấp màu tí ở đây. Đây, con này em để tặng nhé. Asics này, màu vàng nhạt, mã tiếp theo. Mã tặng này, mã C5 này, vai 44, bụng 48, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66. Con này là form size S này, hàng made in Japan, cúc dự phòng này, 55% là polyester, gọi là cốt tông. Asics. Đây nó có bị mỗi tí thôi anh em ạ. Thế còn lại là áo anh em nhìn này, cực mới luôn. Cái này về chắc là giặt là nó hết thôi. Mã C5 nhá. Mã tiếp theo này. Mã C6 này, con này của XK này, C6 này. C6 này. Đây, nó có viền đỏ đây anh em nhá. Đây, cúc này. Đây, cúc này nó có chữ nhá. Mã C6 này, vai 42, bụng 48. Dài áo là 67, dài 67 anh em nhé. Con này nó hơi bị bẩn một tí ở đây rồi, thôi con này em tặng nốt đi. Đây, nó bị cái này chắc khả năng là đánh ấy nó cũng ra thôi. Đây, mà thôi em tặng luôn. Con này là đánh gọi là đánh acetone này, là nó ra anh em nhé, tại cái mực này đánh dễ lắm. C6 này, vai 42, bụng 48, dài 67 nhá, tặng luôn cho anh em này. Mã tiếp theo này. XK tiếp anh em nhé, con này chấm bi rất đẹp này, anh em nhỏ nhỏ người mà con này cực đẹp luôn này. Đây, chất vải cực mát luôn, nó rất mỏng này.
mã C7 này, vai 38, bụng 48, dài áo là 62 nhá. Tầm 50-55 cân mặc cho em này. 50-55 cân này, con này như mới luôn. Đây, con này mới về 95%, như áo mới luôn, IK. Ông size S anh em nhá. Ở 55% là polyester, gọi là cốt tông, hai cụm dự phòng này, tạ này, rất mới. À, tiếp theo này, Aniquilo màu xanh đậm anh em nhá. Form size M, hàng made in Việt Nam. Bên Việt Nam này. Ủa, con này cũng mới, nó phải trên 90%, 90-95%, rất mới anh em nhé. Ở mã C8 này, vai 42, bụng 46, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68 này. Đây. Con này là chất liệu 72% cốt tông, loại pha với polyester. Con này cũng dập hiệu luôn anh em nhé, cũng xịn luôn. Aniquilo. Mã C8. Tiếp theo Aniquilo tiếp này, mã C9 này. Vai 46, bụng 52, dài áo là 75 anh em nhé. Dài áo 75, mà em Aniquilo con này cũng như áo mới luôn anh em nhé. Đây, con này áo không khác gì áo mới luôn này. Không phải trên 95%. Aniquilo phong sợi XL bên Việt Nam. Kết hợp với Michel Bastin anh em nhé. Đây, con này nó còn một cúc dự phòng nữa. Chất liệu là cốt tông 100%. Đây, đạt này. Mã tiếp theo này, lại Aniquilo tiếp này, cái phiên bản original Watt nhé. Mã C10, vai 42, bụng 47, dài áo là 70. Màu áo cực đẹp luôn này. Đây, này là kiểu phiên bản kỷ niệm anh em. Con này độ mới nó phải cũng trên 90% anh em nhé, cũng trên 90%. Con xe M Medina nhé. Cúc của nó rất là dày nhé, dày bên này nó cũng dập hiệu này. Đây. Nó ghi là từ năm 1984 nhá, kiểu phiên bản kỷ niệm của Aniquilo ấy, cái năm thành lập ấy. Mã C10 vai 42 bụng 47, dài áo là 70 anh em nhé. Cốt tông 100% này, tác này, rất mới nhá. Đây, cúc dự phòng này. Tiếp theo này mà em Aniquilo này. Con này thì nó đây, nó bị hơi mờ ở chỗ này rồi nhưng mà đây anh em nhìn này, cổ áo này. Con này thực ra nó cũng rất là mới. Cái màu cam này thì là cho anh em nào da trắng nhá, da sáng mặc cho em thì rất là tôn da, rất là đẹp. Áo trơn thôi. Mã C11, vai 41, bụng 44, dài áo là 62 anh em nhá. Dài áo là 62. Con này là 72% cốt tông, con này polyester, cúc dập hiệu. Đây, con này nó phải mới trên 90%, nó hơi bị mờ đoạn trên đấy thôi chứ còn cái chất vải cái thứ nó cũng như là áo mới thôi anh em nhé. C11. Tiếp theo này, Mevaster này, đây một em áo, con này gọi là áo sơ mi, không có chất vải thì chất vải cốt tông của polo ấy, đây cũng áo trông rất sang anh em nhé. Đây, đây là cái chỉ người ta khả năng là khâu cái tên ấy, ở cửa tiệm giặt là ấy. Mã C12, vai 45, bụng 49, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65. Đây, 50% polyester, lại là cốt tông. Tiếp theo này, con này của American Earth này. Ui rồi, áo đẹp thế. Con này mới về 95%. Made in Việt Nam nhé, chất liệu cốt tông, dáng slim fit nhé. Đây anh em này, áo cực mới luôn, như áo mới nhá. Mã C13 nhé, vai 39, bụng 43, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo là 71. Họa tiết theo này anh em này, họa tiết theo này. Này màu áo cực đẹp luôn, màu rất là dễ mặc anh em nhé. Nó không bị kén người mặc. Họa sợi XS này, cốt tông 58%, còn lại polyester, tác như mới luôn. Mã C13. Mã tiếp theo nhé, một em Champion này anh em này. Con này thì mới 95%, nhờ mới luôn, họ tiết in anh em nhé. Tiết in này, con này chất liệu thể thao polyester 100% anh em nhé. Polyester. Đây, còn tiết in này, một Champion nhé. Anh em con này nó thứ nhất nó dễ mặc, thứ hai là mặc đi thể dục thể thao, rất là phù hợp anh em nhé. Đây, còn tiết in này. Mã C14 này, vai 46, bụng 51, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66.
con này áo made in China, full size 100%, áo như áo mới nhé. Mã tiếp theo này, con này áo Urban Research này, áo kiểu áo kem, màu kem đơn giản thôi anh em nhé. Mã C15, vai 49, bụng 45, dài áo là 66, dài áo 66 nhé. Đây, đây áo trơn này, đây rất là dễ mặc cho anh em này, rất là dễ mặc. Con này là made in China tiếp này, chất liệu là 65% polyester, gọi là cotton, tác như mới nhá. Con này áo nó cũng rất là mới anh em ạ. Đây, đây những con áo hơn 100.000 mặc ngon bổ rẻ anh em ạ. Cái chất liệu mà để mà nó về cái hàng áo Nhật, chất liệu của nó rất đỉnh cao. Thế còn bây giờ mà anh em mua những cái áo mới mà giá tầm giá nó khoảng 400-500.000 áo polo thì thực ra là cũng chất liệu nó không được tốt đâu. Đây, con này thơn này, form size L này, LL này. Đây, áo rất là mới anh em nhé, rất là mới này. Đây, có túi bên này này, kiểu áo đơn giản nhé, giống là kiểu áo Aniquilo ấy. Mã C16 này, vai 45, bụng 56, dài áo là 72. Hai cúc dự phòng này, 60% là polyester, còn lại là cotton, tác này anh em nhé. Tiếp theo này, em áo EXC này, áo màu đỏ này, cho anh em da trắng này, mệnh hỏa này, mặc cực kỳ đẹp trai luôn nhá. Mã C17 này, vai 45, bụng 50, dài áo là 70 anh em nhé. Dài 70, con này mới 95%, cũng như áo mới luôn anh em nhé. Đây, áo cực mới luôn anh em ạ. Cúc dập hiệu này, cúc dập hiệu này, áo trơn cho anh em thích sự đơn giản. 60% cotton, còn lại là polyester, tác này. Mã C17 nhé. Tiếp theo này, American Earth tiếp này. Đây, hôm nay con này form size L, made in Pakistan, áo rất mới nhá. Con này cũng mới như áo mới luôn anh em ạ, như áo mới luôn, như áo mới luôn. Mã C18 này, vai 43, bụng 59, bụng 52, vai 43, bụng 52, dài áo là 70 anh em nhé, dài áo 70. Form size L này, 58% cotton, còn lại là polyester, tác này. Quên mất, em xin phép một chút nhá. Vừa rồi nhiều anh em cũng hỏi lại cái hàng tất nhà em ấy, tại vì thấy ghi ở trên tiêu đề nhưng mà không thấy quảng cáo gì ấy, thì em cũng xin phép là giới thiệu lại cái dòng tất nhà em nhá. Thì nhà em thì có bán thêm cái dòng tất thể thao Nike Dry Fit, hàng mới 100%, hàng Việt Nam xuất dư anh em nhá. Thì nhà em có tất cao cổ này, tất thấp cổ này, tất màu đen và màu trắng nhá. Chỉ có hai màu ấy thôi và hai loại thôi anh em nhá. Thì hiện tại là cái tất này ấy, thì là nó có cái ưu điểm, thứ nhất là nó rất là dày dặn anh em ạ. Thứ hai nữa, ở phía dưới lót lòng bàn chân này này, nó có một cái lớp đệm bông giúp cho các chú bác mình, thứ nhất là mình đi tập thể dục thể thao này, hoặc là mình đi hàng ngày, nó sẽ rất là êm chân nhá. Đấy, rất là êm chân, mình thể dục thể thao cực kỳ là tốt luôn. Đấy, anh em nào mà tập thể dục thể thao rồi đi thử con này thấy nó khác hẳn luôn. Thứ hai nữa là trên này này có cái lớp lưới thoáng khí giúp cho mình chân mình đi nó thoáng hơn, nó đỡ bị ra mồ hôi chân ấy. Con này thì đi nó rất cực kỳ là ôm chân, rất là nịnh chân anh em nhé. Đây. Đấy, thì cái tất này thì là nhà em bán là mua lẻ một đôi là nhà em bán 40.000 một đôi. Còn anh em mà mua từ 5 chiếc trở lên thì em bán là 150.000 cho 5 đôi. Và 10 đôi thì nhà em lấy 300.000 và free ship cho anh em nhé. Thế còn anh em mà lấy cùng hàng với quần áo thì là em cũng chỉ lấy 30.000 thôi. Cùng đơn với quần áo thì nó sẽ không mất tiền ship nữa anh em nhé. Đấy. Rồi em... hy vọng là anh em cũng quan tâm hơn đến sản phẩm tất nhà em nhé. Thì em tiếp tục nhé, tiếp tục mã này, áo nhé, mã C19 này, vai 46, bụng 54, dài áo là 68 anh em nhé, dài áo 68 này, con này áo màu trắng tinh, đây cũng kiểu áo đơn giản, có hai túi này anh em nhé, hai túi này, đây cho chú các bác một bên để kính, một bên để thuốc nhá, để thoải mái đồ luôn anh em ạ. Đây, con này cũng rất mới nhé. Đây, bên này có một cái tag này, mã C19 này, vai 46, bụng 54, dài áo là 68, form size XL này, polyester 100%, áo thể thao. Mã C19 này, mã tiếp theo này, con này là của Aniquilo tiếp này, áo màu tím này. Mã C20, C22 nhé, C22, vai 49, bụng 61, dài áo là 74, mã C22. Đây, con này cũng mới 95%, như áo mới luôn này.
Đây, con này có hai túi đằng trước này. Áo Aniquilo này, con này là polyester 100% nhé, áo thể thao. À, mã tiếp theo này, à, con này là mã C20, vai 42, bụng 49, dài áo là 66. Em áo màu xanh này, áo màu xanh này. Con này nó có hai cổ anh em nhé, hai cổ này. Đây, đây. Áo rất mới luôn. Đây, có một cái tag cửa hàng đồ cũ này, cúc của nó này, trông rất là đẹp luôn. Con này nó không có túi. À, mã C20 này, vai 42, bụng 49, dài áo là 66 anh em nhé. Dài áo là 66, 65% polyester, còn lại là cốt tông. Tác này, như áo mới luôn. À, tiếp theo là Aniquilo này, phong sợ XL này, hàng made in China này. Đây, áo rất mới nhé. À, mã C21 này, vai 47, bụng 53, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo 70 này. À, cốt tông là 72% nhé, còn lại là 28% polyester. Áo rất mới luôn, con này mới 95%, mã C21 này. À, tiếp theo là mã C23 nhé, mà em Aniquilo tiếp này, họa tiết kẻ ngang này. À, khi mà anh em mình mặc những cái áo mà nó họa tiết kẻ ngang như này ấy, thì mình sẽ có cái cảm giác người mình trông nó đậm người hơn ấy. Đấy, ví dụ như là các anh em là mà kiểu cái form người cao gầy ấy, thì mình sẽ nên là mặc những cái áo nó họa tiết kẻ ngang như này anh em nhé. Kẻ ngang như này, đây con này 95% này, con size L này, Aniquilo. Con này có hai túi anh em nhé, hai túi này, hai túi này. Con này là mã C23, vai 46, bụng 56, dài áo là 68 anh em nhé, dài áo là 68. Chất liệu polyester 100% này, polyester 100%. Đây, áo như áo mới anh em nhé. Ở mã tiếp theo anh em nhé, đây một em áo có lại màu vàng cam à. Đây, áo màu rất đẹp anh em này. Họa tiết là họa tiết in này. Đây, in liền cả, in liền con áo anh em nhé. Đây, con này độ mới nó rơi tầm khoảng độ 88% này. Ở phong size M anh em nhé, cúc này. Cúc màu rất đẹp luôn này. Cũng cùng tông màu với con áo ấy. Mã C24 này, vai 45, bụng 47, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65 này. Ở mã C24 nhé, vai 45, bụng 47, dài áo là 65. Ôi, sở cái tác sướng ấy nhỉ. Con này là made China nhé, hàng cốt tông 100% anh em ạ. Cốt tông 100%. Ở mã tiếp theo này, à, con này của Spin này. Uầy, màu áo anh em nhỉ, đẹp không? Con này là áo nó không có cúc nhá, không có cúc này anh em này. Áo không có cúc nhá, cổ áo trắng tinh luôn. Đây, con này nó to về chiều ngang anh em ạ, to về chiều ngang. À, mã C25, vai 56, bụng 58, dài áo là 64. Nó rộng về chiều ngang anh em. Cốt tông 100% này, cốt tông 100% này. Ở mã tiếp theo này, Aniquilo này, form size M này. Con này bị bẩn ở đây rồi. Bẩn này nó giặt được. Form size M này. Ủa, này cũng đẹp nhá. Ở mã C26 này, vai 48, bụng 52. À, dài áo là 69 này. Đây, cúc màu rất đẹp nhá. Đây, con này độ mới nó rơi tầm 90%. Có cái này, đây, chỗ này nó hơi bị bẩn nhá. Cái này thì em sẽ cho xử lý giặt luôn cho anh em được này. Cái này giặt sạch trắng tinh luôn, tại vì nó là cái bẩn này. Bẩn của kiểu như của đất ấy. Cốt tông 100% này, tác này. À, mã tiếp theo này, một em màu vàng cam tiếp này. Con này cổ kiểu vải áo sơ mi anh em. Này, cổ kiểu áo sơ mi, kiểu dòng áo kiểu vintage ấy. Ở mã C27 này, C27, vai 47, bụng 55, dài áo là 66 anh em nhé. Cúc gỗ rất là đẹp luôn này, cúc gỗ cực đẹp luôn này. Đây, họa tiết này. Này, tác này anh em nhé. Cúc gỗ này, chất liệu là 55% cốt tông, còn lại là pha với polyester. Đây, áo rất mới luôn. Mã C27 nhé, vai 47, bụng 55, dài áo là 66.
À, mã tiếp theo này, con này của Aniquilo tiếp anh em nhé. Aniquilo tiếp này, đây, mã tiếp màu áo trông cực sang luôn này, túi này. Ở mã C28 nhé, vai 43 bụng 48. À, dài áo là 67. Dài áo 67 này. Aniquilo này, con này là cốt tông 100% anh em nhé, chất cốt tông 100%. À, mã tiếp theo mà em Aniquilo, con này màu cam, con size L là made in Việt Nam này. À, mã C29 này, vai 43 bụng 50. À, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo 70 này. Cốt tông 77% nhé, còn lại là 23% polyester. Đây, áo anh em này, áo rất mới luôn. À, tiếp theo là Aniquilo tiếp này, phong XL này, hàng made in Việt Nam nhé. Nó có viền cổ anh em này, viền cổ với cả viền tay áo này. Này, con này cổ nó hơi bị bạc một tí ti rồi anh em nhé. Ở mã C30, vai 44, bụng 52, dài áo là 71 nhé. Dài áo 71 nhé. Ở cốt tông 70%, còn lại là polyester. Đây, tác hình như mới luôn. Ở mã tiếp theo này, con này của Fiji này, Fiji này. Ở mã C31, vai 48, bụng 49, dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo 71 này. Con áo màu rất đẹp luôn này. Đây, cổ này anh em nhìn này, rất mới luôn nhé. Cúc con này cúc đồng nhá, kim loại này. Họa tiết của nó là họa tiết thêu này. Con này không có tác, là con này chất liệu cốt tông đấy anh em nhé. Cốt tông 100%, con này cốt tông. Ở mã C31 nhá, vai 48, bụng 49, dài áo 71. Ở mã tiếp theo này, một con áo màu lông chuột nhá, mã C32, vai 45, bụng 55, dài áo là 70. Áo trơn anh em nhé. Áo trơn này. Đây, cổ áo thì nó hơi một tí ti anh em nhìn này. Đấy. Đấy, cái con nào mà nó gọi là không được mới hoàn hảo ấy, anh em nhìn cổ áo biết ngay. Con này của Top Value này, 95% cốt tông này, còn lại polyester cúc này. À, tiếp theo này, MC9 này. Đây, con này thì nó còn nguyên cả cái để treo tác ở đây này. Đây, con này 95%, nhiều mới anh em nhé. Có họa tiết kẻ này. Ở mã C33 này, vai 47, bụng 53, dài áo là 69 anh em nhé. Dài áo là 69 này. Ở chất liệu là 53% cốt tông nhé, còn lại là polyester. À, mã tiếp theo là Aniquilo tiếp này. Form size L, hàng made in China. Made in China anh em nhé, cổ này, áo nó rất mới nhá. Đây, vẫn còn một cái tag này anh em này. Đây, cái này để cắn tag này. Đây, mèo thần tài anh em nhé. Đây, anh em nào mua này về cho có lọc. Ở mã C34, vai 43, bụng 47, dài áo là 70 nhá. Đây, vẫn còn chữ L sửa to đây anh em nhé. Mèo thần tài, cốt tông 100% anh em nhé. Cốt tông 100%. Mã tiếp theo này, con em áo con này màu tím nhé. Họa tiết thêm màu màu quả chám này. Trông cực kỳ sang luôn này. Mã C35, bụng 56, dài 65 anh em nhé. Con này nó cũng dài về chiều ngang. Con này nó ngang to. Cốt tông 100% này. Tiếp theo này, con này là áo có cái tag này, tag cửa hàng đồ cũ này. Đây, màu cái màu cổ áo này màu tím trông rất là hay đây. Tím kẻ vàng. Mã C36, vai 50, bụng 52, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68, 60% cốt tông, còn lại là polyester này. Mã tiếp theo này, con này của Linbert này. Mã C37 này, vai 49, bụng 51, dài áo là 64 anh em nhé. Dài áo là 64 này. Đây, con này mới nguyên luôn anh em này, rất mới nhé. Này, cúc trơn nhé, cúc trơn, nó có viền kim loại đây.
Con này hàng made in Japan nhé, chất liệu là chất liệu cotton pha với polyester ha. Mã tiếp theo này, con này là Peekaboo này. Đây, áo họa tiết kẻ ngang mã C38, vai 44, bụng 50. Dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo là 63 này. Đây, độ mới rất cao anh em nhé. Cúc gỗ luôn anh em, cúc gỗ xong còn dập hiệu luôn anh em này. Áo cực chất luôn. Con này cotton 100% nhé. Hàng made in Japan. Đây, cục này. Cục dự phòng cũng y hệt luôn. Tiếp theo con này của Asics này. Asics áo polyester thể thao anh em nhé. Mã C39 này. Bụng 54, dài áo là 70 anh em nhé. Dài áo 70, áo của Asics này. Con này độ mới không cao đâu anh em nhé. Con này độ mới nó khoảng 85% thôi. Đây nó mở tác mở này, polyester này, tác hơi mở. Mã cuối cùng này. Bọn em Crocodile này, phối màu cực đẹp luôn anh em này. Crocodile này, phối màu quá đẹp luôn. Mã C40 này, vai 44, bụng 49, dài áo là 67. Crocodile này. Đây, tác này em nhìn này, con này cổ nó hơi gọi là đây, hơi bạc một tí ti thôi anh em nhé. Đây, cúc này, trông rất đẹp luôn này. Mã C40 này, vai 44, bụng 49, dài áo là 67 này. Đây, tác này, con này là chất liệu là cotton nhá, cotton 100%. Đây, tác này anh em nhé, cotton 100%. Rồi, về đây em đã lên hết tổng cộng 40 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú, các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.